Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự trưa ngày 14 tháng 1 sẽ có một số nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 5 năm 2020 vừa diễn ra vào tối qua tại Hà Nội với nhiều tác phẩm xuất sắc đạt giải. Khóa họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Đức nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, đặc biệt với bối cảnh khó khăn do dịch bệnh thì đây là con đường để bứt phá và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 5 năm 2020 vừa được tổ chức trọng thể vào tối qua ngày 13 tháng 1 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự và trao giải đặc biệt cho tác phẩm báo chí Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình của nhóm tác giả của Truyền hình Nhân dân. Ban tổ chức trao 5 giải A, 10 giải B, 16 giải C và 27 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Trao tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức tham gia giải. Lần đầu tiên sau 5 mùa giải, 8 tác phẩm chuyên đề xuất sắc được lựa chọn để trao giải. Trong đó có tác phẩm phát triển lý luận về xây dựng Đảng, tác phẩm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vững mạnh và trong sạch hơn, năng lực, trình độ không ngừng nâng cao, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng vì thế tăng lên. Thành công ấy có sự đóng góp rất tích cực và quan trọng của báo chí cả nước. Để công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thấu hiểu mục tiêu mà Đại hội đề ra trong 5 năm tới. Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo giải đã phát động giải Búa Liềm Vàng lần thứ 6 năm 2021. Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm 19% xuất khẩu của Việt Nam sang EU và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức khóa họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Đức theo hình thức trực tuyến. Với thị trường 100 triệu dân, Việt Nam thuộc nhóm thị trường có nhiều tiềm năng trong khu vực châu Á. Đặc biệt trong bối cảnh hiệp định EVFTA Việt Nam-EU đã chính thức đi vào hiệu lực, nhiều khu vực còn dư địa phát triển lớn, trong đó có ngành công nghiệp ô tô với tốc độ tăng trưởng 20 đến 30% một năm trong những năm tới. Các hãng của ô tô của Đức có điều kiện để tiếp tục cùng với các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hơn nữa cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường Việt Nam, khu vực châu Á cũng như trên thế giới. Thông qua cái việc tạo điều kiện để tăng tỷ lệ nội địa hóa cũng như là việc tham gia của các doanh nghiệp của Việt Nam trong các cái chuỗi cung ứng với những cái thị phần ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Hiện có 280 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có hơn 60 doanh nghiệp có nhà máy với mức đầu tư khoảng 1,6 tỷ euro và những công nghệ tiên tiến nhất. Thời gian tới, phía Đức sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội trong thời đại công nghệ 4.0. Việt Nam có những lợi thế về nhân công giá rẻ. Nhưng hiện nay nhân công giá rẻ không phải là lợi thế duy nhất nữa. Chúng ta cũng phải có những giải pháp về công nghệ số ở mức cao nhất, hiện đại nhất. Chúng tôi có những chuyên gia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0. Tại buổi họp, đại diện các doanh nghiệp Việt khẳng định, Việt Nam hoàn toàn có thể tự chủ về công nghệ lõi và những công nghệ hiện đại nhất. Điều quan trọng là doanh nghiệp cần chủ động đi tìm cơ hội. Đến ngày hôm nay chúng ta phát hiện ra là ngay Việt Nam cũng là cơ hội, cần gì phải ra nước ngoài, đánh ngay tại Việt Nam cũng được. Vì tất cả thế giới đang chờ đợi chuyển đổi số 4.0. Và với sáng tạo chuyển đổi số của các bạn, cứ giới thiệu với người ta mà chấp nhận các bạn thì các bạn sẽ làm cho toàn cầu. Về lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ mong muốn hợp tác với phía Đức, không chỉ đối với phát triển năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo, mà còn năng lượng sinh khối, việc lưu trữ và truyền tải điện, đảm bảo an ninh năng lượng Việt Nam. 17 trên 19 tập đoàn tổng công ty vốn nhà nước đã nộp ngân sách ước đạt trên 56.000 tỷ đồng, vượt 12% so với kế hoạch đề ra, bảo toàn được vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, thông tin từ Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Trước đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đề xuất phân loại các dự án doanh nghiệp thành các nhóm để có phương án chỉ đạo xử lý cụ thể, đưa 3 dự án doanh nghiệp ra khỏi danh sách 12 dự án yếu kém. Ủy ban và các doanh nghiệp đã phê duyệt và triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa. Các tập đoàn tổng công ty đã thoái vốn tại 16 công ty con, công ty liên kết với tổng giá trị thu được gấp trên 3 lần giá trị sổ sách. Riêng SCIC đã thoái vốn thành công tại 51 doanh nghiệp, thu về trên 20.000 tỷ đồng, gấp trên 5 lần giá vốn. Đó là với các tập đoàn, còn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại dịch COVID-19 đã khiến doanh thu của khối doanh nghiệp này sụt giảm trên 50%, gần 1/4 số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động. Trước tình hình đó, một nửa số doanh nghiệp được khảo sát khẳng định rằng chuyển đổi lên môi trường số là nhu cầu cấp thiết để duy trì hoạt động và sớm thoát khỏi khó khăn. Tuy nhiên, đa phần trong số họ còn chưa biết bắt đầu chuyển đổi số từ đâu, chuyển đổi số như thế nào. Và để giải quyết vấn đề này, mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Một doanh nghiệp nhỏ ở Hà Giang cũng có thể sử dụng một kế toán dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều này sẽ trở thành hiện thực khi doanh nghiệp sử dụng một trong những nền tảng của chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua việc sử dụng nền tảng, doanh nghiệp sẽ được chọn loại hình kế toán mà mình cần, thay vì phải thuê nhân viên kế toán bên ngoài. Từ đó doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí. Trong năm 2021 và các năm kế tiếp theo thì MISA cam kết sẽ cung cấp trước mắt một năm là hoàn toàn miễn phí. Thì các doanh nghiệp kế toán dịch vụ có thể sử dụng cái nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP của MISA để mà từ đó cung cấp cái phần mềm kế toán online cho các cái doanh nghiệp. Không chỉ tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, các nền tảng tham gia chuyển đổi số cũng có cùng mục tiêu, đó là thay đổi phương thức kinh doanh cũ của doanh nghiệp cho phù hợp với xu thế chung. Chúng tôi có rất là nhiều cái nền tảng từ bán hàng, mua hàng đến marketing. Không gì hơn thì mong muốn của GearOne là thay đổi cái thị trường bán lẻ truyền thống của Việt Nam và giúp cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số thành công. Theo ban tổ chức, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được sử dụng các nền tảng gồm 5 nhóm nghiệp vụ: kế toán, quảng cáo tiếp thị, phân phối, thanh toán và chăm sóc khách hàng. Doanh nghiệp nhỏ vừa có thể vào trên đó để đăng ký sử dụng những cái nền tảng mà phù hợp với mình, và qua đó thì sẽ sử dụng thì cái chương chính sách ưu đãi là trước tiên là được miễn phí 3 tháng hoặc là đăng ký 1 năm và sau đó được miễn phí 6 tháng. Và tất cả các cái chương trình về tư vấn, về hỗ trợ, về đào tạo sử dụng các cái nền tảng này đều là miễn phí. Mục tiêu của chương trình trong năm nay sẽ là tiếp cận được 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, và hơn một nửa trong số đó sẽ sử dụng các nền tảng để giúp doanh nghiệp chuyển đổi số thành công. Và các doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ www.smidx.vn để tham khảo và lựa chọn các nền tảng phù hợp với nhu cầu. Thưa quý vị, Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã đề ra chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, coi đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Năm 2020 ghi nhận là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam giữ vị trí thứ 42 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu và đứng thứ nhất trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập. Những con số đó cho thấy các doanh nghiệp, trong đó có khởi nghiệp trẻ, đã khẳng định được vai trò hạt nhân vươn mình trong làn sóng đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đây là chiếc xe đạp tre của Việt Nam. Khung tre được ghép từ rất nhiều thanh tre được trồng ở Thanh Hóa. Một cây tre thông thường có giá khoảng 30.000 đồng. Một chiếc xe đạp tre này giá hơn 60 triệu đồng. Rõ ràng nếu bán tre như là nguyên liệu thô thì giá rất rẻ. Còn bán xe đạp tre như là sản phẩm sáng tạo, giá trị tăng lên hàng trăm lần. Nếu mà chúng ta biết tận dụng những cái thế mạnh từ cây tre Việt Nam và chúng ta áp dụng công nghệ vào để tạo ra những cái vật liệu hoàn hảo thì cây tre thực sự là nó có phát huy được rất nhiều giá trị lớn. Câu chuyện về xe đạp tre như là một ví dụ cho thấy sự sáng tạo làm tăng giá trị của sản phẩm.
Thực hiện nghị quyết 52 của Bộ Chính trị, nhiều doanh nghiệp khác cũng đã đẩy mạnh sáng tạo. 9 tháng đầu năm ngoái đã có 99.000 doanh nghiệp thành lập mới, đa số là các doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc ứng dụng các nền tảng của khoa học công nghệ. Nhờ đó, năm 2020, Việt Nam đã đứng thứ 42 trên thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN. Chúng ta có sự cải thiện vượt bậc về sản phẩm mới, về số lượng các công trình công bố quốc tế, về gắn kết giữa doanh nghiệp nghiên cứu về khoa học, giữa trường đại học với các doanh nghiệp. Rồi thì là chúng ta có rất nhiều những cái sự cải tiến về mặt sáng tạo ra tri thức và truyền tải tri thức đó. Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhiều bộ ngành khác đã đề ra các chương trình hành động đến năm 2025, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm của việc đổi mới sáng tạo. Chúng ta tạo ra được một cái thể chế tốt hơn cho một cái môi trường cạnh tranh. Doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo và ứng dụng những cái đổi mới sáng tạo đó vào sản xuất kinh doanh của mình. Thì lúc đó cái tác động của cái chỉ số này đối với nền kinh tế, cái tri thức tạo ra được, nó sẽ lan tỏa trong nền kinh tế. Covid-19 đã làm cho 70.000 doanh nghiệp tại Việt Nam phải dừng hoạt động, 19 triệu lao động mất việc làm. Nhưng trong khó khăn của đại dịch, các doanh nghiệp lại càng thấy sự cần thiết của việc đổi mới sáng tạo. Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị đang được các doanh nghiệp, chính phủ bắt tay thực hiện, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Tiếp theo là phần điểm báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Báo điện tử Việt Nam Plus trích dẫn báo cáo của HSBC dự báo về sự tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong năm 2021. Báo cáo cho biết Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020 với mức là 2,9%. Mặc cho những khó khăn kéo dài, các nhà nghiên cứu của HSBC vẫn lạc quan về triển vọng phát triển của Việt Nam, tin rằng Việt Nam sẽ hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do ký kết trong năm qua, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ổn định và công nghệ sẽ dẫn đầu quá trình phục hồi. Cùng với đó, HSBC cũng kỳ vọng mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay sẽ đạt 7,6%. Trang tin The Diplomat vừa đăng tải bài viết lý giải tốc độ tăng trưởng kinh tế bùng nổ của Việt Nam đang thúc đẩy tiêu thụ năng lượng xanh ở nước này. Tính đến cuối năm 2019, năng lượng gió và mặt trời tại Việt Nam đạt 5.700 MW công suất lắp đặt, chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vòng 5 năm, nguồn năng lượng này đã tăng tỷ trọng trong nguồn cung của cả nước từ 0 đến 10%. Năm 2017, các cơ quan quản lý của Việt Nam cũng đã cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam mua điện mặt trời từ các nhà sản xuất độc lập với mức giá là 9,35 cent trên kWh. Bài báo cho biết thêm, mức tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế Việt Nam cũng đang thúc đẩy tiêu thụ năng lượng ở mức hơn 11% trên năm. Hãng thông tấn Reuters đưa tin, ví Momo tại Việt Nam huy động đầu tư được khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Theo đó, công ty ví điện tử lớn nhất Việt Nam Momo đã huy động được ít nhất là 100 triệu đô la Mỹ từ 6 nhà đầu tư toàn cầu, như một phần của kế hoạch trở thành một siêu ứng dụng và sẽ ra mắt công chúng vào năm 2025. Đây là mô hình đã thành công ở các quốc gia như là Trung Quốc, Indonesia hay là Singapore, có thể kể đến như là Grab hay là Gojek. Momo hiện là ví điện tử với số lượng người dùng lớn nhất Việt Nam và đặt mục tiêu là tăng gấp đôi con số đó lên 50 triệu trong 2 năm tới. Đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin trưa nay, tăng cường ngăn chặn nhập cảnh trái phép tại các khu vực biên giới, hạn chế lây lan dịch bệnh, đặc biệt vào thời điểm cuối năm, người lao động về quê ăn Tết ngày càng tăng. Nhiều doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất sau đại dịch, đẩy mạnh tuyển dụng lao động ở nhiều lĩnh vực trong những ngày đầu năm mới. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nhiều tỉnh biên giới đang tăng cường kiểm soát nhập cảnh dịp cuối năm. Quảng Ninh đã lập thêm các chốt trạm kiểm soát người nhập cảnh cả ở đường bộ và đường biển để kiểm soát tối đa người nhập cảnh trái phép. Các chốt kiểm soát được thành lập thành 3 lớp. Lớp ngoài cùng là tàu và cano trên biển Trà Cổ. Tiếp đến là chốt trên bờ với lực lượng canh giữ ngày và đêm để phát hiện người nhập cảnh trái phép đi theo các tàu bè nhỏ vào.
Chốt chặn thứ 3 là trên đường bộ vào thành phố Móng Cái, lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân, không để lọt người nhập cảnh trái phép vào trong nội địa. Ngoài ra, lực lượng biên phòng cũng tiếp tục tuyên truyền tới người dân phát hiện tố giác người nhập cảnh trái phép. Càng gần thời điểm cuối năm, người lao động về quê ăn Tết qua cửa khẩu biên giới ngày càng tăng. Chưa kể đến tình trạng vượt biên nhập cảnh trái phép, nhưng mà chúng tôi vừa đề cập thì đã khiến cho nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan vào Việt Nam là rất lớn. Một số tỉnh biên giới đang tăng cường ngăn chặn nhập cảnh trái phép và mở lại các khu cách ly tập trung. Như Hà Tĩnh thì đã kích hoạt lại các khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận 2.500 công dân Việt Nam tại Lào và Thái Lan về nước ăn Tết. Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Những ngày này có rất đông lao động từ các nước Lào, Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi tiến hành khử trùng, đo thân nhiệt và kê khai y tế, các lao động được phân loại và đưa đến các khu cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội biên phòng đã kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng dịch, 12 chốt kiểm dịch cố định, 2 tổ tuần tra lưu động đã được thành lập, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở và hai bên cánh gà. Qua đó, lực lượng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phát hiện 8 vụ, bắt giữ 24 đối tượng nhập cảnh trái phép. Chúng sử dụng các âm mưu phương thức như là đặc biệt là các phương tiện giá cố thêm hầm và trốn trong cabin các phương tiện. Thứ hai nữa, sử dụng các thuê, các người bản địa là lợi dụng để dẫn dắt vượt biên về quê ăn Tết. Mỗi công dân về Việt Nam vào cửa khẩu là phải chấp hành nghiêm cái nội quy quy định về nhập cảnh, đồng thời là nhập cảnh trong điều kiện phòng chống dịch COVID, không để một người dân nào mà không kiểm tra, kiểm soát theo dây chuyền phòng chống dịch COVID-19. Đã có trường hợp bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 do nhập cảnh trái phép, nên việc kiểm soát tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo càng được siết chặt. Hậu quả sẽ như thế nào nếu như một trong những lao động trốn cách ly này mang mầm bệnh? Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thì cán bộ chiến sĩ đã khắc phục mọi các khó khăn, để nêu cao tinh thần cảnh giác và cũng xác định được tốt cái nhiệm vụ của mình, làm sao quyết tâm cùng toàn đảng, toàn dân là phòng chống và ngăn chặn đẩy lùi cái dịch COVID-19. Từ đầu năm đến nay, trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tiếp nhận hơn 18.000 người nhập cảnh vào Việt Nam. Nhằm đáp ứng với nhu cầu người nhập cảnh tăng cao vào dịp cuối năm, các trạm biên phòng đã thành lập tổ tiếp nhận gồm 9 người, có thể tiếp nhận 2.000 người nhập cảnh mỗi ngày. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh biên giới. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa hoàn thành chuyến công tác đi thăm chúc Tết quân và dân tuyến đảo Tây Nam. Trong 6 ngày, đoàn công tác đã đến thăm các đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. 500 lá cờ Tổ quốc, hàng chục phao cứu sinh và hướng dẫn phổ biến kiến thức pháp luật đi biển cũng được trao tặng đến ngư dân trên các đảo. Từ tháng 5 cho đến tháng 11. Tín hiệu tích cực khôi phục kinh tế đầu năm nay, đó là sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất. Và những ngày đầu năm này thì đang đẩy mạnh tuyển dụng lao động ở nhiều lĩnh vực. Các chuyên gia dự báo nhu cầu tuyển dụng dự kiến tăng từ 10 đến 15% từ nay cho đến sát Tết. Tại các địa phương nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang tuyển dụng thêm hàng chục nghìn lao động để đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và cả sau Tết. Những tấm biển tuyển dụng rất mới lại được dựng lên trước cửa các nhà máy. Số lượng cần tuyển thậm chí lên tới hàng nghìn người và có thể đi làm ngay sau khi phỏng vấn. Tuyển dụng khá dễ dàng đối với mọi công nhân, không quá khắt khe. Mức lương là 5 triệu 250 nghìn là lương cơ bản ạ. Còn các phụ cấp như có phụ cấp đi lại và phụ cấp chuyên cần. Từ cuối năm 2020 đến nay đã có một làn sóng tuyển dụng mới, chủ yếu là lao động kỹ thuật trình độ từ trung cấp đến cao đẳng. Để nâng số lao động từ 15.000 lên 20.000 người trong năm tới, công ty này đã bắt đầu kế hoạch tuyển dụng từ 2 tháng qua. Năm nay chúng tôi sẽ mở rộng các dây chuyền và việc lắp đặt các dây chuyền mới đã gần như hoàn thành, nên chúng tôi cần tuyển thêm từ 5 đến 6.000 lao động mới. Theo kết quả điều tra, nhu cầu tuyển dụng lao động khối kỹ thuật của các doanh nghiệp năm 2021 tăng vọt khoảng 815.000 người. Và năm 2022 ước vào khoảng 817.000 người. Trước đây khoảng tầm 3-4 tháng thì cái việc tuyển dụng khá là chậm.
Nhưng mà bây giờ tất cả các lĩnh vực bao gồm bán hàng, sản xuất, kinh doanh đều bắt đầu tuyển dụng và tuyển dụng với cái số lượng lớn. Công ăn việc làm ở Việt Nam sẽ được tiếp tục được cải thiện và người lao động sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn, có nhiều cái việc làm với chất lượng tốt hơn trong cái giai đoạn tới. Số lượng các công ty tái tuyển dụng đang tăng trở lại sẽ lấp dần những khoảng trống trong năm đầy khó khăn 2020. GDP cả nước năm qua thuộc nhóm cao nhất thế giới cho thấy triển vọng của thị trường lao động 2021 khởi sắc nhờ làn sóng dịch chuyển, mở rộng sản xuất tại Việt Nam của một số tập đoàn lớn đã và sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Vâng, như trong phóng sự vừa rồi cũng đã đề cập thì công ăn việc làm đang ngày càng được mở rộng và phong phú hơn. Trong những năm gần đây, có rất nhiều công nhân ở các khu công nghiệp. Họ đã quay trở về quê nhà để lập nghiệp. Một phần do sức ép việc làm ở thành phố khiến cho thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Và nhiều người khi trở về lập nghiệp đã thành công nhờ các lớp dạy nghề nông thôn. Cùng với kiến thức, kinh nghiệm sau những năm làm công nhân và qua các lớp học nghề ngắn hạn, nhiều người đã thành công với những mô hình kinh tế ổn định, thu nhập cao hơn mà đỡ vất vả hơn so với làm công nhân. Sau 7 năm làm công nhân, trở về quê, anh Quân chăn trở vì không biết bắt tay làm gì. Xã, huyện tổ chức các lớp chăn nuôi ngắn hạn. Anh quyết định theo học và chọn nuôi chim gáy. Từ 3 cặp trống mái, giờ trại có thể xuất hàng trăm đôi thương phẩm. Giờ thì lúa nhà thuê cấy, còn các lao động trong nhà dồn vào trại chim gáy. Trừ chi phí, mỗi tháng mang về thu nhập hơn 20 triệu đồng. Ngân hàng bắt đầu vay 100 triệu. Đầu tư khoảng độ nuôi độ 300 đôi. Cho ra đến 1 năm thì cho ra khoảng được hơn 1.000 đôi. Và mình cứ nhân lên. Đa dạng hóa các nghề dạy cho lao động nông thôn đã thực sự tạo ra nhiều mô hình phát triển kinh tế mới ở các làng quê. Không chỉ tạo thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động khác. Như xưởng cơ khí này tạo việc làm cho vợ chồng anh Quân và 3 lao động trong làng với thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Đầu tư máy móc thiết bị để xây dựng nhà xưởng và phục vụ công việc. Cái niềm đam mê của mình thì tạo ra những chiếc xe nó phù hợp với những người sử dụng. Và em làm ra thì cũng thu hút được lao động, những thanh niên ở quê muốn lập nghiệp. Tạo cái việc làm cho các cái thanh niên trong độ tuổi đến đây để vừa phát triển kinh tế của gia đình và cũng góp phần chung cho cái sự xóa đói giảm nghèo của địa phương. Rất ít lao động thoát ly nông thôn rồi trở về lại làm nông nghiệp. Số ít có chút vốn hoặc là làm dịch vụ hoặc là dồn vốn phát triển những mô hình kinh tế khác nhau nhờ các lớp học nghề. Họ luôn là nhóm tích cực nhất trong ứng dụng kỹ thuật mới và luôn đi đầu khai phá lập nghiệp ở nơi mình sinh ra. Trong phần cuối của bản tin, như thường lệ là dự báo thời tiết các vùng trong nước và quốc tế vào ngày mai. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Quý vị đừng quên sử dụng ứng dụng VTVGo của chúng tôi bằng những cách đang hiển thị ở trên màn hình để có thể xem các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam mọi lúc, mọi nơi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.